đi thẳng hướng này là ra ngoài freeway 99 quý vị. Còn hướng sau lưng này là freeway số 5 quý vị. Cái chỗ này là cái hình tam giác giữa hai cái freeway luôn. Bằng Võ xin được gửi lời chào tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Hôm nay thì Bằng Võ đang có mặt ở vườn hoa Hạnh Nhân ở Beckerfield quý vị. Và sau lưng của Bằng đây là đoàn khách của Bằng nè. Đó. Mọi người khởi hành từ Lido Sài Gòn lúc 7 giờ rưỡi sáng và bây giờ là gần 11 giờ quý vị. Và chúng tôi đã tới với vườn hoa Hạnh Nhân ở Beckerfield rồi. Lý do mà Bằng đưa mọi người đến cái vườn hoa Hạnh Nhân ở Beckerfield á là bởi vì ở đây là những cây hoa Hạnh Nhân rất là lớn. Quý vị có thể thấy nè, to lắm, rất là to và cao luôn quý vị. Đó, và ở đây thì hoa đã nở hết rồi nên nó sẽ rất là đẹp. Trong khi đó thì ở Fresnel thì vườn hoa trên đó vẫn chưa có nở hết nên là nhìn nó vẫn chưa có được đẹp bằng ở Beckerfield quý vị. Nên là Bằng đưa đoàn của Bằng tới Beckerfield. Rất đẹp quý vị. Và quý vị nhìn thấy dưới không? Đây. Trắng luôn quý vị. Những cơn gió thổi qua và làm cho hoa Hạnh Nhân nó rụng bớt rồi nên là nó trắng luôn cả cái đường đi luôn quý vị. Ở đang đứng ở trong đây thì quý vị sẽ nghe một cái mùi hương thoang thoảng của hoa Hạnh Nhân. Một cái mùi có chút xíu gì đó đường quý vị. Nghe có mùi đường trong đây. Mùi ngọt ngọt quý vị. Bằng đang đi len lỏi trong những cái cây Hạnh Nhân rất là lâu đời quý vị. Wow. Wow. Ở đây có một cây bị gãy quý vị. Nguy hiểm ha, đi ngang họ nó quẹt vào đầu mình á. Đó, đã chưa? Tuyệt vời. Quá đẹp quý vị ơi, quá đẹp, quá đẹp. Đây quý vị, bây giờ Bằng sẽ quay cho quý vị xem. Quá trời đẹp quý vị ơi. Đi gần hơn cho quý vị coi cái hoa này nha. Đây, cái cánh nó màu trắng quý vị. Cánh thì nó màu trắng. Ở trong nó có một cái nhị hơi hồng hồng quý vị. Và nó có một chút xíu lá non ở bên dưới này. Và Bằng để ý thì thấy là cứ một chùm của nó là có 4-5 bông nha quý vị. Cứ một chùm là 4-5 bông. Lúc nãy trên đường vô thì Bằng đã thấy người ta đã mang ong tới rồi để thụ phấn cho cây này quý vị. Cái loại ong để thụ phấn cho cây này cũng rất là đặc biệt quý vị. Bởi vì đây là những con ong mới vừa trưởng thành luôn. Họ vừa nuôi dưỡng cho nó lớn lên, vừa tới tuổi trưởng thành để đi thụ phấn. Thì họ mang tới đây để thụ phấn cho những cây Hạnh Nhân đầu tiên quý vị. Nên là cái năng suất của nó sẽ đạt rất là cao. Và cái mật ong làm từ cái hoa Hạnh Nhân này á, do những cái con ong mật này nè. Để quý vị thấy ong nè. Đó, con ong quý vị. Cái mật ong mà làm từ cái hoa Hạnh Nhân này nó cũng rất là đắt quý vị. Và nó là một trong những cái sản phẩm bán rất là chạy luôn quý vị. Bởi vì mỗi năm nó chỉ có một mùa thu hoạch được cái mật ong từ cái hoa Hạnh Nhân này mà thôi. Yeah, có một chị với cầm cái đàn với đứng nha. Đàn bay đi chị. Không biết đàn đâu, cầm thôi. Cầm thôi hả? Đạo cụ hả? Anh tới từ đâu vậy anh? Dạ tới từ Orange County á. Orange County hả? Dạ, em cũng dưới đó lên. Dạ hả? Dạ. Hay thấy đông là người Việt mà đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Ha. Wow. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Năm trước thì Bằng có quay video cho quý vị coi đó, là Bằng đi ở Fresnel. Những cái cây trên đó nó không có lớn bằng cây ở đây. Những cây đó nó chỉ cao hơn cái đầu mình tí xíu thôi. Còn trong khi những cái cây này là thành một cái vòm luôn quý vị. Nó là một cái vòm luôn. Quá trời đẹp quý vị ạ. Chim quý vị, chim cu quý vị. Chim cu á. Đây có mấy cô chú cũng người Việt mình này quý vị. Wow, trời ơi cây này đẹp quá. Bằng đứng từ xa Bằng thấy người ta đang mang ong tới quý vị. Là Bằng sẽ đi lại quay cho quý vị xem. Có thể Bằng sẽ không có đến gần được nhưng mà Bằng nghĩ là quý vị cũng sẽ thấy được á. Ở phía trước của Bằng ấy quý vị. Đó. Người ta mới vừa bỏ mấy cái hộp ong xuống. Chưa biết là có mở nắp ra chưa. Wow, chim quá trời luôn. Quý vị.
người ta mang ong ong xuống á. Hồi nãy lúc bằng đang đứng ở đằng kia nói chuyện với quý vị thì bằng thấy người ta đang bỏ ong xuống. Bằng nghĩ chắc bằng không nên đến gần bởi vì không có muốn làm mấy con ong ong này nó sợ á. Mà đứng ở đây chắc quay cho quý vị cũng thấy được rồi. À, những cái thùng đó là để đựng ong ong quý vị. Những con ong ong này nó sẽ giúp cho cái cây almond nó thụ phấn. Đẹp quá quý vị ơi, quý vị coi kìa. Trời ơi, cái hàng cây trắng xóa luôn quý vị. Quá đẹp quý vị à. Quá đẹp quý vị ơi. À, những cái thùng trắng đó là đựng ong ong đó quý vị. Bằng vẫn chưa rõ là những cái người nuôi ong ong này họ mang tới đây họ thụ phấn miễn phí cho cái vườn này để họ thu hoạch cái mật ong làm từ cây almond, hay là chủ nông trại phải bỏ tiền ra thuê những cái đàn ong ong này đến để thụ phấn quý vị. Việc đó bằng cũng chưa rõ. Nhưng chỉ biết rằng là ong ong nó sẽ giúp cho cây almond nó tăng cái năng suất tốt hơn là so với cái cây almond nó sẽ thụ phấn tự nhiên. Quý vị thấy không? Ù, ong ong người ta mở nắp rồi quý vị ơi. Đứng ở đây là thấy quá trời ong ong luôn quý vị. Nó bay vo ve đằng đó đó. Nên là bằng cũng không dám đến gần nữa quý vị. Bằng nghĩ là cái camera của bằng không thể quay được cái con ong ong nó đang bay cho quý vị xem. Nhưng mà người ta đã mở nắp rồi, rất là nhiều ong quý vị ơi, nhiều lắm luôn á. Yeah, nhiều lắm. Ok, nên là bằng sẽ quay lại để quay tiếp cho quý vị xem nha. Cứ ngỡ như tuyết rồi, tuyết rơi ha. Cái vườn này còn rất là nhiều hoa quý vị, chưa có rụng quý vị. Quá đẹp quý vị, đây, quý vị nhìn thấy không? Quá trời đẹp. U cha ơi. Cái vườn này chưa có bị rụng, nó mới vừa nở ra luôn quý vị, trắng hết cả cái cây, không có một cái lá luôn. Không có cái lá luôn ha anh Thành. Trắng hết cái cây luôn. Quá đẹp quý vị. Quá đẹp luôn. Bạn sẽ đi xuống dưới gần hơn. Mấy cây này nó vừa ra hoa ấy vị, nên là cái hoa nó còn hơi hồng hồng, nó chưa có trắng và nó không có cái lá đâu luôn quý vị. Đẹp quá quý vị. Đây, tuyệt vời ha. Rất là đẹp quý vị ơi. Mình đi thẳng hướng này là ra ngoài freeway 99 quý vị. Còn hướng sau lưng này là freeway số 5 quý vị. Cái chỗ này là cái hình tam giác giữa hai cái freeway luôn. Quý vị có thể thấy này, cái hàng cây almond này nó rất là sâu luôn quý vị. Rất là dài quý vị. Không thể nhìn thấy được cái cây cuối cùng đâu quý vị. Một cái đường sâu thăm thẳm luôn. Và những cây almond này nó đã rất là lớn rồi. Bằng nghĩ những cây này nó đã khoảng gần 20 năm tuổi rồi quý vị. Bởi vì năm trước bằng ghé những cái vườn cây almond khoảng cỡ 7 tới 10 năm á, nó nhỏ lắm. Nó chỉ đứng qua đầu mình tí xíu thôi. Ồ, ở đây nó có những cái trái almond chắc là của từ hồi năm trước quá. Nó có bị rêu bám quý vị. Những cái trái này nó chưa có rụng luôn á. Bây giờ bằng sẽ đi sâu vô phía bên trong cho quý vị cùng xem nha. Okay, so do you know how to take picture?
Wow, tuyệt vời. Đẹp quá cô. Đẹp quá ha. Đẹp quá ha. Không uổng công đi từ dưới mình lên phải không? Đúng rồi. Dạ. Đẹp, ông đẹp mà. Được không cô? Đẹp, đẹp không? Đẹp quá đẹp luôn. Cái hả? Ừ. Đâu uổng công đi từ San Diego lên hả? Ờ đúng rồi. Xa xôi quá trời luôn. Đẹp quá ha cô. Đẹp. Cái vườn này đẹp hơn vườn nãy. Đẹp hơn, đẹp, đẹp hơn nhiều, nó có cái đường đi nè. Ừ. Cái vườn hồi nãy nó rụng gần hết rồi. Vườn này quá trời hoa luôn. Mà cao hơn ha cô. Cây này cao hơn cây hồi nãy luôn. Mùa thu đi với con coi hoa lá, coi lá vàng nha. Rồi đi, đi. Cô thấy cái giống như cô đi mà cô quay lại vậy. Ủa? Ủa? Hôm nay hôm nay chú chuyển qua làm chụp wedding wedding hả? Hả chú? Okay. Good. Good, 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 chú chuyển qua chụp request wedding hả? Chú được đó chú chuyển qua nghề này ngon. Đây là nhiếp ảnh gia Vũ Toàn quý vị, người đã đồng hành cùng với Bằng trong nhiều chuyến đi. Chú rất là thích chụp những cái cảnh đẹp ở California. Tuy là những nơi này là chú đã đi qua hết rồi, nhưng mà chú rất thích là đi với Bằng để chụp những cái cảnh đẹp của California của mình quý vị. Quá trời đẹp quý vị ơi. Trời ơi, không nghĩ là cái cây hoa hành nhân nó cao tới mức này quý vị. Trước giờ Bằng nghĩ là nó cũng sẽ cao cả khoảng 2m, 3m là cùng thôi. Cây này chắc phải 4m nữa. Quý vị nhìn thấy cái đỏ nè. Đó. Đây vô hình cho quý vị coi là nó cao cỡ nào nha. Đây, đây là cái gốc cây của cây hành nhân. Đây bằng đứng ngay gốc nè. Cái gốc nè quý vị, cái gốc nha. Nè, cái đọt đó nè. Cao khủng khiếp không? Yeah, quá thì cao luôn. Tuyệt vời ha quý vị. Xin chào quý vị, bây giờ là Bằng cùng với những vị khách sẽ chia tay những vườn hoa almond ở Bakersfield quý vị. Đây, sau lưng của đây. Bây giờ là sẽ tạm biệt cái vườn hoa almond để đến với nhà hàng buffet trưa. Và Bằng cùng với khách sẽ ăn buffet trưa trước khi chúng tôi khởi hành về lại Lido Sài Gòn.